chú Tám coi như là để cái mảnh đất này nè, khi mà các loài vật á chết á, đem đây là về đây cái chôn căn cất trại của chú cho nó có chỗ có nơi chú Tám đang mà xây dựng cùng với cho biết các cái ngày giờ của nó đó, nhốt các con trâu Tám bò không có để riêng mà mảnh giải cứu từ các loài mẫu của chú chị sẻ cho nó cái mảnh đất bên đây rồi để mồ mả rồi các cho nó chuồng trại cho nó ở. Dạ. Anh chào anh ha. Bởi vì mình làm này lâu chưa anh? Khoảng bao nhiêu mét vuông chú Tám? Không biết nữa. Bởi vì theo lời Đức Phật nói đó, mình tới mấy ngày ha, em tới sau mình phải chia đồng đều với nhau mới được. Làm lâu không anh? Một cái trại gì mình dành đây để làm gì đây? Tại vì mình tới trước rồi đàn em tới sau. Trời ơi, năm mấy ngày mới gọn cái chạy ha. Sống cho mình dành đây rồi chết rồi cũng là bỏ cặp, của bây giờ. Đi ta làm phải chuyện thơ nhắc đời chứ bây giờ dành đây có giữ được không? Đời sống vô thường mà. Mình dành đi mình nói mình giữ của này mà mình có giữ được đâu. Dạ. Rồi lúc trước con có nghe chú Tám nói là di chuyển cái ngôi mộ của Phương Châu đem qua bên đây là di chuyển chưa chú Tám? Không, còn để bển á, bị Phượng nó nói thôi để bển đặt mộ bia luôn đây di chuyển. Vậy là ở trong có người rút ra ha. Dạ. Vì sợ nó còn thú ra. Dạ. Rồi bị lúc đó chia cho thì cũng có quấn cao su quá. Chỗ nào tiện mình làm anh được. Chợ nó thúi rồi thôi di để bển. Cái này bạn em thấy nó nhỏ quá vừa vừa luôn ta. Châu chết thì để bển, bò thì bên đây. Thôi, phải là này là chú Tám dành riêng làm giống như một cái nghĩa địa để dành cho nghĩa trang chứ, nghĩa trang dành cho bò hả chú Tám? Còn đi mua bê tông đồ cắt chạy che lên này nữa đằng trong bông qua đằng cho nó có dự hơi mát nó dựa vô đây. Con rồi hôm nay mấy con mới đến đây thấy rất là đặc biệt là ngôi mộ của chú bò này đã có một cái tấm bia và để cho hai chữ là bò xe là ý nghĩa là sao chú Tám? Bởi vì đặt tên nó lúc mà nó đi kéo thuốc nam đó, ở đó nó đi kéo thuốc nam cũng có công trận lắm, nó đi bằng từ thiện mấy năm ở dưới sông á thì chú Tám chấm tàu, còn trên bờ chỗ nào mà vô không được có thì dùng xe cổ bò, nó cũng đi làm từ thiện với chú Tám cũng mấy năm. Một căn như vậy là bao nhiêu mét anh? Cầu tội nghiệp nó đi không nổi, nó lên nó quỳ gối không bờ này nè. Dạ. Con kia thì nó mạnh hơn, con máy ăn đó, nó mạnh đạn hơn. Một cái chuồng như vậy là nó cũng có công người đời mà lắm, nó cũng hơi buồn hơi gưng. Hai con này ha. Căn hai con, căn nó hai con vậy đó mà mình, đây mình, là nó cũng rộng lắm mà ta phải tôn trọng nó chứ mình thoải mái nha, mình biết sự sống mình mà không đây, tôn trọng đất mình, nè à, chú Tám sẽ tuôn vô đây để làm một cái nền. Câu chuyện chú Tám là dành cho khách mình chú Châu bò ở đây khi mà chị để không có bị cũng vẫn lo đầy giống như là bị nước mưa và sẽ cũng chú Tám thiệt từ A đến Z hết rồi hả chú Tám? Coi như tiền chú cũng không có, nó tiền của ông Phượng bên Đăng Mạch. À, các chị Phượng bên Đăng Mạch có hởm mà có giúp cho chú Tám mà nhà con mua điện thoại, mua đồ ăn rồi gửi tiền cho chú Tám đó ha. Là chị Phượng sau này lo hết. Và con nghe nói là ngoài ra chị Phượng còn lo tiếp một số con vật cũng như cắt lên cái này hả chú? Tiền của nó chú Châu bò ở đây ha. Rồi sau này chị Phượng gửi mà giải cứu bao nhiêu con bò con Châu chú? Mới đem về bò với Châu đâu 7-8 con gì nó không biết, còn trong chổng con mẹ con mà hôm điện lại Tám nói bây giờ mà không bắt á thì một cái cô sắc xanh nó nói con bò với con Châu giờ nó buồn quá à, nghe nói bằng thịt nó đứng nó dòm con nó không ăn chân á. Rồi Phượng nó nói với Tám, Tám đến thinh nè, bởi vì đang làm tiền của bỏ ra quá rồi, nó nghe cũng mình ấy cũng đuối, mà nếu nó đem về chú Tám cũng phải nhận chứ, chú Tám đâu có phân đâu có mà chạy chối đường nào nó đâu, bị gì mở rộng rồi. À, chị Phượng quá trời tốt. Rồi bây giờ Đức Thầy có nói là làm hết sức mình, có thầy ủng hộ thôi làm hết đi. Yeah. Nhờ vậy chú Tám mới có sức khỏe để chăm sóc những con trâu, con bò, những con vật này. Rồi con mấy con thấy là cái trại đó mới cắt lên là dùng để làm gì chú Tám? Để chơi buộc trâu của nó đó. À, trâu bò. Trâu bò nó đó, trâu, chuồng nó chuồng trâu ở nước ngoài đó, coi coi chuồng trâu nó đẹp không? Đẹp, bốn cái trại luôn. Nó thiết kế cắt chú Tám không có thiết kế biết gì đâu thiết kế. Giống những cái nhà mà lá ngày xưa hả chú Tám? Đẹp chứ. Đẹp không biết nữa. Dạ đẹp. À. Phía trên con thấy có năng lượng mặt trời là mình mình nếm bò nó ra cái toàn để nó cọ kìa, nếm nó có con dây đó cơ. Mình đi dài dài qua bển luôn đi chú Tám, dài dài qua mấy cái chạy đó luôn nếm ra cơ. Đó chú chó này chú Tám cũng giải cứu về nè. Ô chắc cái chạy đẹp ha, dành cho những chú trâu ha, chắc số tiền chắc lên trăm mấy triệu đó chú Tám. Chạy đẹp giải cứu luôn á. Dạ, và đây là những cái căn trại của chú anh chị mà chú Tám
đã xây dựng cùng với các anh em ở đây để nhốt các con trâu, bò mà được giải cứu từ các lò mổ của chú chị. Dạ, em chào anh ha. Mình làm này lâu chưa anh? Hồi mùa lúa mới mặn đây hả? Mới mấy ngày ha. Trời ơi, cái này làm lâu không anh? Một cái trại gì nè? Cũng 5-7 ngày chạy đó, đâu có mau đâu. Trời ơi, 5-7 ngày mới gọn cái chạy ha. Là mình cặp dách vậy đó hả? Mình cột cưa ra đo này kia rồi phan lỗ, gáp cái sườn rồi đông xuôi với đóng của mẹ mới lọp. Dạ. Lọp qua là dừng nó, đâu phải gì không đâu. Dừng cái này khó không anh? Nó cũng dễ, không biết gì. Tại vì em thấy bây giờ ít có ai dừng thì nó quay lại về mình như ngày xưa là nhà lá mình đó. Dạ. Vậy là ở trong có người rút ra ha sao? Úc ơi. Úc. Có người chống sọt. Có người chống sọt ra ha. Cái chỗ nào tiện mình làm anh được. Ờ. Mình làm anh được. Ủa cái này về nghe em thấy nó nhỏ quá, vừa nuôi không ta? Tại vì này làm cho trâu ngé. Trâu ngé ha. Mấy con trâu ngé giải cứu ha. Dạ. Còn mấy cái đống đất này là sao anh? Đất này mình ban vô đang nâng cái nền lên. Dạ, đang nâng cái nền của cái này lên cho nó đừng có ấy ha. Cho đừng có bị giống như là nước mưa này kia động dũng ấy ha. Dạ. Ở dưới đó, cái đây là trở về cái mô hình của thời xưa, thời mà ở nhà lá của chú anh chị. Thì nơi đây chú Tám cũng cắt những cái này cho trâu bò nó ở, nó sẽ mát hơn của chú anh chị. Đây là những cái căn. Một căn như vậy là bao nhiêu mét anh? Bề dài 4m6, ngang 2m2. Ngang 2m2, dài 4m6 của chú anh chị. Một cái chuồng như vậy là mình được bao nuôi khoảng bao nhiêu con ta? Hai con này ha. Căn hai con. Đây là nó cũng rộng lắm mà ta. Thoải mái ha. Đây và đống đất này nè. Là chú Tám sẽ tuôn vô đây để làm một cái nền cho những chú trâu bò ở đây nè cô chú anh chị, để không có bị giống như là bị nước mưa và sẽ động dũng ha. Đây và trên nóc á, chú Tám gắn những cái pin năng lượng mặt trời để mà câu xuống những cái máy niệm Phật của chú anh chị. Và mỗi một cái trại như vậy nè là sẽ có một cái máy niệm Phật dành cho các chú trâu bò ở đây ha. Và đây là cả một cái khuôn viên là khoảng 7 công đất của chú anh chị, là chú Tám sẽ lấy đất ở bên ngoài của các hộ dân, mà những cái nơi mà đất gò thì chú sẽ xin người ta và cạo cái lớp mặt đó của chú anh chị, và mướn những chiếc xe đó và sẽ đắp lên thành một cái nền rất là cao cho những chú trâu bò ở đây ở lúc mà trời mưa thì sẽ không có bị động dũng nhiều ha. Đây nè cô chú anh chị, thấy những chú bò như vậy là chú Tám giải cứu nè, mỗi con như vậy là khoảng cỡ trên 100 kg đó cô chú anh chị. Diện tích ở đây rất là rộng nha. Đây là những căn trại mà dành cho trâu bò được giải cứu ha. Thì chuyện sự việc rất là độc lạ là một ông lão nông từng là một cái vị rất là giàu có ở khu vực này, và ông đã dành cả cuộc đời của mình và sự nghiệp đất đai thì chia cho vợ con đâu đó gõ gàng, và phần còn của ông thì ông sẽ bán đi và chỉ dành lại một phần đất nào đó để nuôi trâu bò và trồng cỏ ở tại nơi đây thôi cô chú anh chị. Càng đặc biệt hơn thì cái bãi bên đây nè, bãi trước mặt của chú anh chị là cái nghĩa địa hay còn gọi là cái nghĩa trang dành cho những chú bò, chú trâu chứ, bên kia thì bò. Nãy mình quay trước thôi của chú anh chị là bò, và nơi đây là cái bãi nghĩa địa của, dành cho những chú trâu. Và hiện tại nơi của chú Tám á, trại chú Tám á, thì nuôi mười mấy con, và hiện tại đang mua thêm mười mấy con nữa của chú anh chị, thì là 20 mấy con. Và chỉ mắc 2 con là một con bò và một con trâu. Bên kia là cái mồ dành cho những chú bò, và bên đây là chú trâu nè cô chú anh chị. Đây là bia mộ dành cho trâu, là nguyên cái khu vực này nè cô chú anh chị, trước mặt của chú anh chị nè,
là những chú trâu mà được giải cứu nếu mà mắc thì sẽ được cắt ở đây. Và những chú bò mắc thì sẽ cắt bên kia. Và đặc biệt thì chú Tám sẽ làm một cái bia. Bia giống như là con người mắc của chú anh chị. À, đây là một tấm bia dành cho chú trâu. Mà chú trâu này được gọi là trâu xe ha. Mất là ngày 23 tháng 3 năm 2023 luôn. Và chú cũng lập cái liêu hương để mà cúng cho những chú trâu ở đây nè. Sự việc rất là lạ ha cô chú anh chị. Một cái vị lão nông mà có một cái tấm lòng rất là tốt đối với các loại thú vật. Thì ngoài trâu bò ra thì những chú chó cũng được chú giải cứu ở tại nơi đây. Thì ngoài ra của chú anh chị thì chú cũng thấy được những con vật nhỏ bé như là cá, ếch, nhái. Đó thì chú sẽ múc cho chúng ba cái hầm phía trước đó của chú anh chị, nơi mà chú bò đang ăn cỏ. Thì chú sẽ thả một cái ống bọng vô. Những chú cá nào mà biết linh tính mà vô được mấy cái mương này ở thì chú sẽ nuôi luôn đó, và chú cho ăn. Và khi nào lớn lên thì chú sẽ mướn một cái ghe tác hầm và bỏ xuống ghe đi ra sông lớn để thả của chú anh chị phóng sinh. Một sự việc rất là cảm động đối với một cái vị từng là tỷ phú mà bỏ ra đất đai tiền của để làm một cái việc hầu như là không ai dám làm. Thì hầu như người ta nuôi súc vật như là trâu bò thì người ta kiếm những cái quê lệ trước mắt, hoặc là họ sẽ thịt đi để mà kiếm cái đồng tiền lời. Nhưng ở đây chú Tám giải cứu những chú trâu bò trước mắt của chú anh chị đây thì chú sẽ nuôi đến khi nào mà chúng mắc thì chú sẽ đem đi cắt. Và đặc biệt hơn thì những cái tục lệ tán của người Kinh của chúng ta thì hầu như là những chú trâu bò này được hưởng hết. Trước khi những chú trâu bò mắc của chú anh chị thì chú sẽ niệm kinh và niệm chú giảng sanh, và sau đó thì sẽ để chúng in một chỗ, qua 49 giờ thì chú mới chuẩn bị đem đi đào nguyệt và chôn cất. Và chú mướn một cái đồi đạo tỳ để mà khiêng những chú trâu bò này đi ra nơi cái vị trí mà cái nguyệt đã đào. Thì bên cạnh đó thì chú cũng làm một cái mái che như thế này để chứa rơm, để mà khi mà chú không có cắt nổi cỏ cho những chú trâu bò ăn thì chú sẽ luyện nguyên cái cuộn rơm như thế này vào trong cái chuồng bò để mà chúng ăn đó của chú anh chị. Đây là cái đường này là chúng ta đi ra được phía trước nè. Đây. Nơi đây thì trâu bò, đây là chỗ này là hai con nè của chú anh chị, hai con. Đây con nữa, ba con. Bốn con. Năm con. Sáu con. Bảy con, tám con. Và hiện tại là cái chuồng này đang nuôi tám con. Và em đi trong cái đường này là của chú anh chị thấy là cái tiếng niệm Phật á, là do chú Tám gắn những cái máy niệm Phật ở đây cho những chú trâu bò này nghe được cái tiếng niệm Phật này và sẽ tịnh tâm mình lại của chú anh chị. Rất là đặc biệt ha. Đây là một lão nông mà có những cái ý tưởng và những cái việc làm rất là khác xa con người hiện tại của chúng ta ha. Trước mặt cô chú anh chị đây là cái nhà mà chú Tám dành để chứa gom cho các chú trâu bò. Khi mà thiếu cỏ của chú anh chị thì chú sẽ lấy gom này ra cho ăn ha. Hiện tại thì nhà gom đang đầy é luôn, tại vì nơi đây người ta đang làm đồng đó cô chú anh chị. Dạ chú Tám ơi, thì cái ý tưởng như thế nào mà chú lại có một ý tưởng cắt là táo bạo như vậy hả chú Tám, mà mình lại cắt những cái chú trâu bò giống như là con người vậy chú Tám? Bởi vì chú Tám cái tâm từ bi, mở rộng cái tâm từ bi rồi, không có phân biệt loài nào chứ. Bởi vì Đức Phật nói tất cả muôn loài, loài nào cũng muốn sống chứ.
nhưng mình phải mở rộng cái tâm ra, không có phân biệt loài nào, cho nó thành thử ra mình tới trước đàn em tới sau thì mình cũng phải chia cho đàn em hết nó sống, chứ bây giờ mình dành hết thì chết rồi, mình có đem ta được đâu. Bây giờ mình nương tất cả, nương vào nhau mới có mặt đi. Con có chợt ra một cái ý định như thế này, như những người mà người ta nuôi bình thường á, thì những chú trâu bò mà mất đi á, thì người ta thường bán đi hoặc là người ta sẽ thịt để mà làm thức ăn, thì chú có nghĩ là mình sẽ làm cái đó để mà tạo một cái đồng tiền để nuôi lại những chú trâu khác không chú Tám? Chú Tám thấy làm gì thấy lương tâm nó coi không đúng, bởi vì mình đây nè, mình đàn anh rồi nó đàn em, mà khi em Út nó em mình đi nghỉ đi, em Út nó chết rồi người ta lại người ta phanh xây thẻ thịt, mình buồn không? Phải không? Thôi đi, mình đừng làm gì không có đúng. Chuyện này nuôi kia là làm gì giờ? Thôi tốt là nghỉ giết đây. Này nuôi kia thôi, chơi qua là khỏi làm. Nuôi nuôi hết chơi để giết này bán này mà mua lại kia cho thằng kia ăn cũng vậy thôi. Dạ chú Tám ơi, thì cái việc làm lạ của chú như vậy á, thì gia đình mình hoặc là người thân hoặc là hàng xóm có ủng hộ mình không chú Tám? Nói chung ra gia đình cũng không thích đâu, gia đình với anh em chữ chú Tám người khùng người điên không, cũng không thích Tám. Nhiều khi đám tiệc chú Tám buồn, chú Tám cũng không muốn đi tới, nhiều khi nhịn đói ngủ luôn, nó nói thật sự thật thành thật luôn đó, nói rơi nước mắt đó. Có lắm lúc chó thì ăn mì, Tám thì ăn mì, chó thì ăn cháo đó, nói sự thật luôn đó. Nói bởi vì nửa đêm mà chú khóc vắng than dài đó, khóc thì khóc vắng mà than than dài. Sao nghĩa mai mà làm phải phước hợ bên tai gặp Phượng này, nó về nó cầu phú cũng nhờ mấy anh em này nè. Chú Tám cho con hỏi thêm chú Tám, khi mà chú nuôi ngoài trâu bò ra thì chú có giải cứu thêm là mười mấy con chó nữa. Và khi mà những thức ăn con nghe nói là có lúc là chú phải nhịn ăn cho những chú chó ăn, thì như thế cái lúc đó thì như thế nào chú Tám? Chú suy nghĩ bây giờ đói thì đói hết, anh cũng đói mà em cũng đói mà tất cả trâu bò cũng đói luôn, bởi vì buôn bán không được, rồi gạo không có mua ăn luôn, nói sự thật luôn, mua tắm không mà nó nhão nhão nhẹt rồi không có đủ sức mà đi cắt cỏ luôn, nói bằng nói sự thật luôn, nói rơi nước mắt khóc có đêm mà khóc ướt cái nửa cái gối á, nói sự thật luôn, nó nói hai bên da giác động lòng trời đó. Bởi vì xin người ta chữ khùng điên luôn. Lại sinh nay anh em thì lại nói khùng, anh chị cũng vậy rồi vợ cũng vậy, mà mình làm tồi tàn quá sao được, bởi vì đất ruộng thì nhiều mà mình dành nhau thì dành nhau cũng sâu xé cũng làm gì đây, thôi giờ thà chết thì hy sinh, chết lần này nó dính biệt quê hương luôn. Mà cũng nhờ mai khóc khóc vắng mà than dài đó, tao cũng nhờ cái cô con Phượng này nó về rồi nó tiếp tay, chứ đuối rồi, đuối thiệt đó. Cái thời gian trước á, con lại đây á, thì bắt gặp chú Tám là nấu cháo cho những chú chó ăn. Và có chú đó. Chú thì chỉ ăn mì thôi. Tại vì trong gia đình thì không còn gạo gì nữa để nấu cho chúng ăn nữa. Không dám mua luôn, mà bếp ga đâu có xài đâu, đốt bằng củi không đó. Tụi nhỏ nó về nó mới sắm đồ, đâu 4-5 triệu nó mới cho ăn uống sữa đồ nó ấy, chứ lúc là đốt củi không à. Đó nói sự thật luôn. Rồi chú Tám ăn mì và ăn cháo như vậy thì làm gì sao có sức khỏe để nuôi những chú trâu này chú Tám? Nói chứ nhiều khi chú Tám nghĩ nói chung ra kể như chết lần này thôi, chứ đâu còn chết thứ hai nữa mà để làm chuyện tầm bậy. Chú Tám cũng vẫn hy sinh luôn. Bởi người ta chết để da, hầm chết để da, người ta chết để tiếc. Chú bản lĩnh lắm, chú không phải tay thường đâu, mà cũng vì Phật Pháp. Chú thấy gần cái chuyện gì chết thì để cho nó chết đi. Chứ mà đi xin đi lại anh em ta nói khùng điên không à. Ta không ghét lắm, ta không có thích đâu. Mà nói ra thì nó buồn phiền nữa, thôi đi. Nhiều khi âm thầm chịu đựng chứ đâu có ai hiểu đâu. Có tâm sự rồi mới có biết cái hoàn cảnh. Nói chung ra làm chuyện này không ai thích cả đất nước Việt Nam này luôn đó. Bởi vì người ta thấy là người ta nói giờ vào cái chỗ vật dưỡng nhân không mà trong giáo lý Đức Thầy có để vật dưỡng nhân đâu, chỉ người phàm phu mà để kết luận vào chỗ đó, mà để dựa vào chỗ đó mà để mà sát hại các loài sinh vật, mà người ta không nghĩ rằng mình giết nó cũng sự sống của nó cũng ham sống sẽ chết, tất cả loài nào cũng ham sống mà mình giết chi, rồi mình một ngày nào đây rồi phước
mình hết phước rồi nó sẽ xâm nhập, nó khiến mình báo oán cho mình. Mà tại vì người ta không nghĩ, người ta dựa vào vật dưỡng nhân, chứ vật nào dưỡng nhân trong giáo lý Đức Thầy đó, mấy cưng có dạch ra coi thử coi giáo lý Đức Thầy kinh Phật có để đâu, mà dựa vào chỗ đó rồi để sát hại các loại sinh vật, mà trong khi giết người ta chứ, rồi một ngày nào đây phải đau ốm bệnh này bệnh nọ, rồi cầu sống chẳng được, rồi cầu chết chẳng an, nhưng mà không có nghĩ rằng mạnh thực yếu thôi. Bởi vì mấy cái người đó cũng do nơi nghiệp lực nó tới, nó đầu thì cũng phải nghiệp ai mới trả đi chứ biết sao. Giờ chú Tám cũng biết sao đó rồi thôi. Chú là mới... cái là có thông tin hay là chú như thế nào mà chú biết chú đến lò mổ chú giải cứu con Phượng nè? Nó bị gì cái mấy loài sát sanh nó quay lên đó à, rồi nó biết trâu mà nó gọng nó giết hàng đêm mà trâu bò. Dạ dạ, Phượng đó nó gành hơn Tám đó, nó mua bằng trên mạng không đó. Dạ. Yeah. Không, giống như là chị đó xem qua mạng thấy những chú trâu chú bò thấy có duyên. Chị cảm giác cũng như là cái lòng của chị khó chịu quá. Khó chịu quá, có thể là liên hệ đến chú Tám. Chú Tám ơi, đến cái lò mổ đó nó mua trên mạng, người ta đem xe lên đây luôn. Vì là có cái chị đó ha. Cũng rồi hôm nó còn báo về đây còn con trâu mẹ 35 triệu, con trâu nghé 15 triệu nữa, rồi Tám đến Thình nè. Nếu mà nó đem về chú Tám cũng phải hứng cho chú Tám bỏ đâu. Chú Tám với sức khỏe của chú bây giờ thì nó cũng lớn tuổi rồi. Thì cái đàn bò trước đây con thấy là cũng đủ sức chú Tám rồi, mà thêm 7-8 con nữa thì sức khỏe như thế nào chú Tám? Thì chú thấy bây giờ chú nghĩ rằng hết sức mình thì có thầy ủng hộ thôi, chứ chú Tám cũng không biết ngày nào thì hay ngày đấy. Có người hỗ trợ tiếp không chú Tám? Có đồng minh nào đâu? Không có, ý nó có người chăn nuôi rồi tiếp người không? Người ủng hộ ông Tám sau khi ông Tám như là càng ngày càng lớn tuổi. Phải có người nói giỏi với ông Tám như làm cái công việc có ích. Đó, thì để cho mọi người thấy cái gương của ông Tám để làm theo, không có hại vật sát sanh. Để mà hướng về Phật Pháp. Bởi vì mà sau này mà nói Phượng ơi, gắng sống toán trên 100 tuổi này đang mà lo cho đàn em đang, mà nếu chết sớm mà Tám chết là luôn rồi đó, là khổ lắm. Đàn em này không biết chỗ đâu nó nương tựa đó. Thiệt á. Bởi hiện tại bây giờ nếu mà cái làng cái xã này á, thấy ông Tám làm công việc này chắc có lẽ là người ta trầm trồ vì ông Tám nhiều lắm ta. Cho dân chắc người chuyện 30 còn 70 ta đâu có đồng ý. Không đồng ý công việc của ông Tám làm. Ừ. Do là ông Tám cứu vật thôi, cứu người không cứu. 100 chừng 30 nữa mà họ à. Mà cứu con vật. Điều đó cũng lạ lẫm ha. Ý của người ta cũng như là thấy trước mắt thôi. Chính người ta và nhờ 10 ý rồi nó khác. Còn người ta hiểu thì nó khác, còn hiểu thì ông Tám có khi ra ở sớm trời đâu. Ông Tám có nghe như là những người á ta nói cũng như là tại sao ông Tám không mua gạo cho người nghèo nè, là tại sao ông Tám không cho những tiền cho bà con bệnh tật nè để cứu nè, tại sao ông Tám đi cứu con vật gì? Ông Tám có nghe gì không Tám? Cũng ta cũng nói gì mà bị người ta không hiểu quá. Bởi vì ta nói vật dưỡng nhân mà đi làm gì, rồi bị người ta không hiểu sâu về Phật pháp, cái đó là người phàm phu thôi. Ông Tám gì có buồn không? Tám nghe người ta nói gì đó. Buồn lắm, có khi buồn rồi về âm thầm. Trời ơi. Mình làm thôi. Mà trong khi hiểu rồi, Tám cô không buồn gì đâu. Bởi vì người ta không hiểu. Dạ. Nên Tám hiểu, Tám nhận được rồi Tám cô không buồn. Khi mà nhận được là không buồn. Khi mà nói ngang thì chưa nhận được thì buồn. Bởi vì người ta nói mà ta chưa hiểu. Thì thôi. Bởi vì hôm nay con thẳng mắt thấy ông Tám đó, tại cái khu làng này con thấy ông Tám rất là nhiều như là con vật như trâu bò đó, thậm chí là cái chỗ ở của ông Tám là những cái chuồng cá ếch nữa hả? Mấy cái hầm ở đầu Lâm Dũng nhiều lắm ông Tám, cứng hầm luôn. Bởi vì con cũng chưa có đi hết nè, chỉ thấy những cái chuồng trâu chuồng bò thôi. Những cái chuồng đó đặt chân tới thường thường con theo con biết ha, theo như cái chuồng trước mặt con này ha, con đi vô là khỏi cần mà ấy đó bịt khẩu trang không à, thậm chí mà ngồi ở gần cũng vậy, nó rất là hôi. Mà hiện tại bây giờ là trong cái chuồng con đặt chân tới và cái chuồng phía trước nữa, nó không có thoát cái mùi hôi ra, phân thì còn nhóc hết. Mà sao nó lạ, nó đặc điểm điều đó cũng thấy lạ quá ông Tám. Cũng đồng thời con trâu con bò ăn cỏ lâu mà ông Tám cũng dẫn cho ăn cỏ ăn gươm hả ông Tám?
thấy nó lạ quá ông Tám. Nhưng mà ở đây nó không có mùi hôi ha. Ừ, theo khách quan của con nha, còn ông Tám ở đây quen rồi. Theo khách quan của con, con cái đó là người ta nuôi bò thịt, ta phải cho ăn nào thức ăn rồi nào cám, nào tắm, nào gạo rồi ép cho nó ăn, nó ỉa phải tanh rồi. Dạ. Con này Tám chỉ cho ăn gơm với cỏ bậy bạ, nó không sống qua ngày coi đời chơi chứ, chứ Tám đâu có lấy thịt nào đâu. Con thấy chú cùng ngưỡng mộ chú. Chú năm nay là tầm khoảng chừng 60 mấy rồi, chú 62 rồi đó. 62 tuổi rồi. À. Ngày xưa cho con hỏi đi, ngày xưa chú làm công việc gì lúc mà chưa có phát tâm làm cái nghề này? Làm đó làm máy xúc, chạy ở vùng này đó chưa có ai có thùng xúc đó, chú đóng chú bán về thành phố Nam Ben rồi chú chạy. Hồi đó chú chạy là một năm chỉ có nó cả ngàn công. Trời ơi. Chú là như là kỹ sư, như là chế biến lại những cái máy nông nghiệp lâu rồi, nãy giờ lâu sao chú Tám? Đến đêm bảy, nói chung ra là chú Tám mừng lúc đó chưa có ai có máy, nhưng chú Tám làm đó, nó một năm suốt cả ngàn công đất. Rồi chú Tám làm thời gian rồi suy nghĩ cuộc đời cũng có gì thật, thôi chú Tám dừng lại lúc ba mấy tuổi, chú Tám mở nhà thuốc rồi. Thuốc Nam không Tám? Thuốc Nam, làm nhà thuốc, đi kiếm thuốc Nam cho người ta uống đó. Rồi sau này thấy làm việc này thấy không ổn rồi thôi, bây giờ quay qua làm việc, cũng đi làm việc phóng sanh rồi. Thì sáng rồi đi thả cá, rồi trưa thì đi kiếm thuốc, rồi chiều về. Mà chú Tám đóng vai chánh, chú Tám cực lắm. Trời ơi, phương tiện chú sắm đồ nội mà đồ đi xuống sông là từ 40-50 triệu đó. Bỏ luôn, giờ còn cái máy kỷ niệm nó vỏ đồ tiêu hết rồi. Rồi bò thì trên bờ có, nói chú Tám đi là làm đóng vai chánh xong à. Chú Tám ngoài cái chuyện nuôi bò với giải cứu bò ra, còn một việc, còn một chuyện đặc biệt nữa là chú Tám lội bộ hàng trăm cây số lên cúng thầy. Đi bộ không ơi, cúng thầy là chú Tám Châu Phú nè, trên Đức Quỳnh Giáo Chủ á. À, đây từ đây, từ đây mà chú lội bộ tới chánh á, về tổ đình để mà cúng hương cho Đức thầy. Và ông Tám đi bộ thôi chứ không, Tám không đi xe. Nói chung ra chú Tám suy nghĩ gì nè, nói ra thì nó chạm tư ái với người ta. Nói chung ra thì theo lời Đức Phật nói, để mình đi như vậy đó, để gặp như tất cả mọi loài mình có thể tiếp xúc với nó được này nọ như tất cả trên thế này đó. Nhưng mà mình đi xe, mình đi cái hồ ngang rồi đâu có tiếp xúc được, đâu có thấy được gì đâu. Con thấy ông Tám có điều kiện có xe chạy mà tại sao ông Tám đi bộ ha, con thấy cũng lạ lạ. Hồi đó giờ thôi đi vậy đi. Mình chứ... đi bộ cũng mấy thời gian cũng như là một ngày đến tổ đình thôi ông Tám. Thì đi như vậy trong cả ngày đó mà mệt lắm á. Rồi cả ngày ông Tám đi vậy là rồi trâu bò ở đây ai chăm sóc ông Tám? Bỏ gom cho nó ăn đó. Bỏ gom ăn nhiều ha. Khi đi một hai ngày mới về đi chùa, đi ba chút rồi đó. Theo như trong cái chuồng bò của chú Tám đó, ngày xưa tới giờ chú từng giải cứu những con bò ở trong lò mổ về. Chú Tám cảm giác như là những cái chú bò, chú trâu nào dễ thương nhất, như là thấy chú Tám như là vui cười, hay là chú Tám giải cứu về đó, hai hàng nước mắt nó rơi không chú Tám? Có không chú Tám? Có con hay gì chứ mà nó mừng dữ lắm luôn, mình cứu nó ra được rồi, nó khỏi cái trong vòng tay được, nó mừng dữ lắm luôn, mình biết á. Nó không còn chết nữa, nó mừng lắm. Chứ lúc mà vô bị rồi nó cũng than thở, nó khóc lóc, ai đâu cứu đâu. Dạ. Ngoài việc đó chú Tám thì con cũng được biết đó là chú Tám hiện tại thì có, trước đây là có một chú bò. Là khi mà chú Tám bệnh đó, thì nó sẽ trị bệnh cho chú Tám. Có, bây giờ. Và hiện tại thêm một con nữa hả chú Tám? Một con nữa là hai con. Dạ. Chú Tám có thể cho chúng con thấy với bà con mình thấy tặng mắt hơn chú Tám. Bây giờ nó đi ăn rồi, tới chiều nó về. Khi mà cứ muốn biết cái ngày mà nó về đây, cái bữa mà chú mà làm tiệc đãi nè, rồi cưng lại đây đi, rồi cái ngày đó cưng chú Tám buộc lại hết tất cả đó rồi chú chỉ cho. Dạ, giờ nó đi xa quá à. Thôi đang cũng thông cảm vậy đi. Dạ. Không có sao ông Tám. Chú Tám và nó chi bệnh, nó chi bệnh như thế nào chú Tám có thể kể được không? Coi như mình nó liếm mình cũng như nó lấy nọc ra đó, cũng như cái con chó mà nó bị đứt này đứt nọ, nó cũng tự nó liếm nó lấy nọc ra, không tự nó đau, tự nó tự xử, con chặt nó cũng vậy thôi. Thành thử ra nó tha bóp vậy đó, bằng người ta cho mình, nếu mà mình mướn vậy đó từ cả hàng trăm ngàn á. Dạ. Nó bị gì nó ăn cỏ không mà nó lấy nọc được, lấy ba nọc độc trong mình đó lấy ra được. Nó là ông Tám có từng có qua rồi, như là những chú bò chú trâu đã làm cho chú Tám hết bệnh ha.
như thậm chí cũng như là chú Tám cũng như là mệt mỏi, lại ra chú bò chú Châu đó massage hoặc là cái gì đó, liếm cái gì đó, hoặc là chú Tám cảm giác giống như là sau khi đó rồi chú Tám khỏe hẳn hay sao? Khỏe hẳn ha. Chú Tám có thường xuyên như vậy không chú Tám? Bữa nào mệt trong mình thì lại cho nó liếm, để dở lưng lên cho liếm, nè, liếm cảm giác cũng như là con theo cái suy nghĩ của con ha. Như là chú từng cứu con vật đó, chắc có lẽ là nó có cái phép màu nhiệm màu gì đó, quyền bí, nhiều khi do không có nói được. Cũng như chú Châu mà chú Tám kể mà 12 giờ đêm mà chú Tám bệnh đi không nổi đó, nó về nó lấy sừng nó dít dít lên đó, thì chú Tám bật lại là hỏi con 12 giờ đó là câu chú Tám bận luôn đó, bận dữ lắm luôn đó, lạ lĩnh quá chú Tám. Chú Tám kể cho con đoạn chú Tám hồi trước kia thời Đức Phật đó, thì có cái ông nọ đó bệnh các bác sĩ đồ bó tay hết rồi, nhưng mà Đức Phật thấy ông này, Đức Phật có thấy có duyên nên thành thử ra Đức Phật nói bây giờ các bác sĩ đồ bó tay cái bệnh ông phải không, tôi chỉ ông bây giờ ông lại chợ đi mua các loài động vật đó, ông phóng sanh loài nào sống theo loài nấy đi. Thì ông cũng nghe lời Đức Phật, thì ông lại chợ đó thì coi như các loài vật nó đang bị bán đồ giết rồi đó, thì ông mua về rồi bắt đầu loài nào sống theo này nấy, ông thả thời gian phóng sanh có bao lâu đâu. Thì cái bệnh ông nửa đêm đó, nó về nó lấy dòng bọt thủy độc bọt miếng đó, thì nó tha nó liếm ổng, thì ổng hết được rồi. Từ đó tới sau tới ngày ổng biết ngày giờ ra đi đó, ổng sanh về cõi trời đó, ổng kêu con cái tiếp tục làm việc như ổng vậy đó, như là nói tiếp nói tiếp, bởi vì ổng ra đi ổng biết ngày giờ ra đi luôn. Như là ổng thấy cảm giác cũng như là ổng nhẹ lòng, ổng tâm nguyện ổng đã làm xong, nhưng mà có cái phép màu gì đó ổng biết được, nhưng mà ổng nói là như là để truyền lại cho con cháu đã làm theo giống như ông. Phóng sanh mua các loài vật cứu nó phóng sanh, thành thử ra ông thấy như vậy là coi như nó về nó trị bệnh ông hết rồi, mà ông sống thêm 100 tuổi. Ông biết ngày ra đi được là quý báu giờ nào không, có gì bằng. Ông ấy chay đá dầm, ông nghiệp lực nữa mà sanh được về cõi trời nữa. Cái phóng sanh này nói chung ra nó nhiều cái phước báo lắm, bởi vì thế gian này không ai hiểu, rồi dựa vào cái chỗ mà vật dưỡng nhân, người cứ thiệt đi sát giết người ta làm chi. Thế gì chứ nếu mà không hiểu 100 ngàn cũng không dám bỏ ra, nó đừng nói chi tiền tỷ như Tám như Phượng này nè. Bỏ ra là nói chung ra công sức chứ tiền là trên tiền tỷ luôn đó. Như Tám bây giờ buộc ở chỗ chứ có đi đâu được. Còn nhỏ kia thì đi lo mằng mướn, ăn chạy tiền về lo cho săn sóc cho mấy chục con bò trâu này nè. Hồi đó con chứng kiến con vô cái lò mổ đó ông Tám. Con kể câu chuyện này nghe cho ông Tám nghe cho tham khảo cho vui ha ông Tám. Đó thì con vô cái lò mổ bữa đó có cái duyên con gặp, đó là con bò. Nó thì từ ở trên xe để mà đưa xuống vô cái lò mổ, nó không chịu vô. Nó chỉ đi ra ngoài hoài cái người mà chở xe tải để mà thừng nó đi vô, rồi những người nó dẫn dắt đi vô. Nó chỉ nó trứng ông Tám. Nó không chịu vô mà hai nước mắt nó chảy hai hàng gì nè, nó chảy hoài luôn. Mà lúc đó còn không biết ông Tám. Mà lúc đó biết ông Tám điện thoại cho ông Tám cứu rồi. Cũng như khả năng của con không có. Cũng như nhỏ bữa hôm nó đổ bánh trâu ra nè, nhỏ trong kinh Bắc trong nó nói ông Tám ơi, con mua con trâu đó trong núi Tượng á, mà con bỏ cọc 5 triệu rồi. Ngày đó con lại bắt mà nó quỳ gối, mà nó quỳ gối nó lại ở gì? Mà hai màn nước mắt nó tuôn giọt giọt xuống vậy đó. Rồi con mới nói thôi đi chủ nhà ơi, trả tiền lại tôi 5 triệu rồi. Chủ nhà nói tôi không biết, buộc quá nó bắt con trâu về mần luôn. Bởi vì con từng thấy, con chứng kiến được cái điều đó, con thấy nó cũng có sự sống, nó nghe ông Tám, nó cũng có nó sự biết sống, nha. Nó biết chứ. Thì nó nói chuyện không được, nhưng mà nó có cái sự sống của nó, nó biết. Bởi vì Đức Phật có nói ta cùng muôn vật một nhà đó, ta là anh chị, chúng là đàn em đó, mình khôn hơn, mình phải xếp xem, xét rồi xem, khi mà đàn em lâm nợ thì mình phải đua chen giúp vào, khi lâm nạn thì chúng bơ vơ có biết gì đâu, không biết gì đâu, thôi nó đâu hiểu gì đâu. Bây giờ mình suy nghĩ đi, mình tới trước đàn em nó tới sau thì mình cũng chia sẻ cho nó một ít để nó sống, chứ bây giờ mình dành hết đây mình đâu có giữ được đâu. Bởi vì Đức Phật có nói chết rồi cũng bỏ của bơ vơ, thì ta làm phải chuyện thơ nhắc đời. Chứ mình dành đây rồi có đem theo được gì không. Thành thử ra người ta nói chú Tám khùng, chứ chú Tám cũng không phải người khùng đâu. Con biết mà, con cảm giác con trực tiếp con gặp ông Tám là cái làm như là cái tâm của chú Tám á. Con cảm giác được, nó cũng như là mỗi người mỗi ý, theo như con nhận định được ông Tám ha. Ông Tám rất là tốt tâm nè, tốt bụng nè,
Từ Bi nè, con anh em thay mặt ha, cũng đến đây cũng chúc ông Tám nhiều sức khỏe để mà có nhiều sức khỏe để mà cu mang, để mà cứu vớt những chú bò, chú trâu, những con vật khác dân dân để mà thoát khỏi cái cảnh đó ha ông Tám. Rồi chú Tám cũng mang ơn mấy cưng mà làm những việc này. Bây giờ chú Tám không biết nói sao mà nếu mà mấy cưng làm việc này ở trong ngoài ta thấy rõ, nhưng mà các loài vật nó cũng không còn chết nữa nhưng ta dừng lại được. Dạ. Thì chú Tám chúc cho mấy cưng được mạnh khỏe, sống trăm tuổi. Dạ. Dạ. Cảm ơn Tám.